Xin chào. Chào mừng các bạn đến với chương trình Planet Yoga với tôi, sư phụ Kaman. Hãy cùng xem năng lực kỳ diệu của yoga thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Hãy tập cùng tôi nhé. Chào các bạn. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chào đón các bạn trở lại với lớp học yoga cơ bản. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế ngồi. Hãy đặt một cái gối dưới mông. Ngồi thẳng lưng, luôn luôn kéo thẳng lưng, nhớ kéo thẳng lưng, kéo bàn chân phải đặt lên đùi trái. Chúng ta sẽ tập tư thế nửa hoa sen. Ok, bạn nào không ngồi được như thế này thì hãy làm theo cách đơn giản hơn, đưa chân phải xuống và ngồi xếp chéo chân như thế này. Tốt lắm, đây là tư thế nửa hoa sen. Và rồi từ từ chúng ta sẽ tập tư thế hoa sen hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Ok, trước hết chúng ta sẽ thực hiện bài tập hít thở. Đặt tay trái lên đầu gối trái như thế này, bên trái của bạn nha, phía bên trái của bạn. Tiếp theo bạn đưa tay phải lên. Chúng ta sẽ hít thở chỉ thông qua một bên mũi thôi. Nghĩa là bạn hít vào qua lỗ mũi trái và thở ra cũng chỉ qua lỗ mũi trái thôi. Chúng ta thực hiện 5 nhịp thở. Chúng ta có hai lỗ mũi đúng không nào? Vậy các bạn hãy dùng ngón cái của tay phải bịt lỗ mũi bên phải lại bằng cách ấn vào cánh mũi phải như thế này. Không phải là bạn ấn ngón cái vào bên trong như thế này đâu, mà là ấn ngón cái vào cánh mũi như thế này. Bây giờ hãy hít vào qua lỗ mũi trái và thở ra cũng qua lỗ mũi trái. Sẵn sàng nào? 1. Hít vào. 2. Thở ra. Tiếp tục. 1 2. Tốt lắm. 1 2. Tốt lắm. 1 2. Còn một nhịp thở nữa. 1 2. Làm tốt lắm. Tiếp theo chúng ta chuyển sang lỗ mũi phải. Tương tự, các bạn dùng 4 ngón tay còn lại bịt lỗ mũi phải như thế này. Ngồi thẳng lưng, chúng ta sẽ hít vào qua lỗ mũi phải và thở ra cũng qua lỗ mũi phải. 5 nhịp thở nhé các bạn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tốt lắm. Bây giờ đưa tay trở về. Tiếp theo chúng ta hít thở bằng cả hai lỗ mũi. Bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, lượt cuối cùng, 1, 2. Các bạn làm tốt lắm. Làm lại một lần nữa nhé các bạn. Luôn tập trung trí óc của bạn về một điểm là điều rất tốt. Thanh lọc cơ thể, đồng thời tái tạo năng lượng cho cơ thể. Ok, các bạn có thể thực hiện bài tập hít thở này vào mỗi buổi sáng khoảng 10 nhịp thở cho mỗi bên mũi và 10 nhịp thở cho cả hai lỗ mũi. Và mỗi buổi tập hãy thực hiện khoảng 5 lượt. Nào, hãy tiếp tục bài tập. Ngón cái bịt lỗ mũi phải, hít vào từ lỗ mũi trái. 1. Thở ra. Tốt. 2. Thở ra. 3. Thở ra. 4. 5. Làm tốt lắm. Nào, bây giờ dùng 4 ngón tay còn lại bịt lỗ mũi trái. Hít vào và thở ra chỉ qua lỗ mũi phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt lắm. Đưa tay trở về tư thế ban đầu. Bây giờ chúng ta hít thở với cả hai lỗ mũi. Các bạn nhắm mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt lắm. Từ từ mở mắt ra. Tốt lắm. Các bạn có thể thực hiện bài tập này từ 3 đến 5 lượt. Rất tốt. Nếu bạn tập vào buổi sáng, nhưng nhớ là không nên tập trước khi đi ngủ, vì nó sẽ làm bạn mất ngủ đấy. Nhớ là rất tốt nếu tập vào buổi sáng. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bài tập cho phần vai. Nào, các bạn chụm ngón tay lại và đặt trên hai vai như thế này.
Từ từ hít vào, đồng thời xoay khuỷu tay lên trên như thế này, sau đó thở ra. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Tiếp tục nào, hít vào, rồi thở ra. Tốt lắm, còn 3 lượt nữa, hít vào và thở ra. Còn 2 lượt, hít vào và thở. Lượt cuối cùng, hít vào và thở ra. Tốt lắm, bây giờ các bạn hãy xoay từ sau ra trước, hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Còn 3 lượt nữa, hít vào và thở ra. Còn 2 lượt nữa, hít vào và thở ra. Còn 1 lượt, hít vào và thở ra. Đúng rồi, đưa hai tay trở về tư thế ban đầu. Động tác tiếp theo sẽ giúp làm giảm sự căng cứng ở các khớp. Bài tập này rất tốt đấy. Dang hai tay ra hai bên, nắm bàn tay lại, không cần nắm chặt quá. Các bạn hít vào đồng thời dặn tay lên trên, giống như bạn đang xoắn một vật gì đó vậy, giống như bạn đang xoay nắm cửa để mở cửa vậy. Và bây giờ thở ra, đồng thời xoay ngược lại. Tiếp tục nào, hít vào, tốt lắm, và thở ra, xoay thêm chút nữa. Tốt lắm, còn 3 lượt nữa, hít vào và thở ra. 2 lượt nữa, hít vào, tốt lắm, và thở ra. Giữ yên như thế trong 5 giây. 4, 3, 2, và trở về tư thế ban đầu. Bạn thấy bài tập này thế nào? Rất tốt đúng không? Các bạn không nhất thiết phải ngồi khi tập động tác này. Các bạn có thể thực hiện cả khi đang đi hoặc đang ngồi trên ghế. Bạn đều thực hiện được động tác này, rất tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài tập giải tỏa sự căng thẳng ở cột sống. Rất đơn giản, hai tay nắm hai đầu gối như thế này. Sau đó xoay người sau cho vai phải về gần với đầu gối phải. Sau đó nghiêng về phía trước, sang trái và cuối cùng trở về giữa. Ngồi thẳng lưng, các bạn nắm được rồi phải không? Nào bây giờ chúng ta làm thêm 4 lượt nữa. Nào qua phải, về trước, qua trái và về giữa. Quá dễ phải không? Tiếp tục nha. Qua phải, về trước, qua trái và về giữa. Tốt lắm. Còn 2 lượt nữa. Qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Ok. Qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Bây giờ chúng ta đổi bên. Bắt đầu từ bên trái. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Các bạn thấy đó rất đơn giản. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Lượt cuối cùng nào, qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Thế thôi, rất dễ dàng phải không bạn? Dừng. Đó, các bạn thấy không? Tiếp theo là một bài tập nữa nhằm giải tỏa sự căng thẳng ở các khớp, ở cột sống và bụng. Xoay qua hướng này đi bạn. Các bạn ngồi với hai đầu gối co lại, bàn chân nằm sát mặt sàn. Đây cũng là một bài tập rất đơn giản. Các bạn hãy chống hai tay ra sau như thế này. Bây giờ tôi muốn các bạn hạ hai đầu gối sang bên trái, mắt nhìn sang phải. Các bạn lưu ý là không di chuyển bàn chân, mà chỉ hạ đầu gối sang trái thôi. Sau đó thực hiện tương tự cho bên phải. Thế thôi, làm tốt lắm. Các bạn có thể nghe tiếng kêu rắc rắc, đó là do áp lực khí từ cột sống. Trở về, sau đó sang trái. Tốt lắm. Trở về, sang phải. Tốt lắm. Trở về, sang trái. Trở về, sang phải. Lượt cuối cùng nào, trở về, sang trái. Các bạn giữ yên ở tư thế này. Tốt lắm. Nào, từ từ trở về, duỗi thẳng hai chân. Ok, các bạn ngồi thẳng lưng lên nào. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế ngồi vươn người về trước, hay Paschimottanasana. Những bạn nào chưa thể thực hiện được tư thế thì hãy tập bài tập thay thế giống như cô ấy, đặt một cái khăn dưới mông như thế này. Được chưa nào?
Bây giờ các bạn duỗi thẳng chân. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo duỗi cột sống. Tốt lắm, ngồi thẳng lưng lên nữa nào. Kéo dài cột sống ra, hai tay đặt dọc thân trên như thế này, ưỡn ngực đẩy xương ức về trước. Từ đây các bạn từ từ nâng hai tay lên cao quá đầu như thế này, sao cho phần bắp tay chạm tay. Tốt lắm, tôi muốn các bạn giữ yên tư thế này, đồng thời kéo cột sống ra hơn nữa. Kéo cột sống dài ra nữa đi nào. Một số bạn có thể gặp khó khăn khi ở tư thế này, vì vậy nếu lưng bạn chưa được thẳng lắm cũng không sao cả. Các bạn thấy đấy, nếu chúng ta ngồi ở tư thế kéo thẳng lưng thì cột sống sẽ được khỏe mạnh hơn. Tư thế này sẽ giúp tạo ra nhiều năng lượng ở đây và mở rộng phần lưng trên. Nếu phần lưng trên bị căng cứng thì chắc chắn cổ của bạn cũng sẽ có vấn đề. Vì vậy khi các bạn ở tư thế này, tức là chúng ta đang loại bỏ sự căng thẳng đây. Nào, tiếp theo tôi muốn các bạn từ từ cúi người về trước. Nếu bạn nào mới tập lần đầu thì có thể tập bài tập thay thế ở đây bằng cách hơi cong đầu gối lại. Và nếu bạn có vấn đề ở lưng thì bài tập thay thế này là an toàn nhất. Nào, từ từ ngẩng đầu lên một chút. Ok, thư giãn. Bạn có thấy thoải mái khi ở tư thế này không? Ok, tốt lắm. Tôi muốn các bạn ở yên tư thế này và hít thở. Hít thở thật sâu. Làm tốt lắm. Và đối với những bạn thành thạo thì hãy ở tư thế như thế này. Một số bạn thường cúi đầu xuống chân trước, nhưng ở đây tôi muốn trước tiên các bạn hãy vươn người về trước, kéo dài cột sống ra như thế này và giữ yên tư thế tại đây. Tốt lắm. Tiếp tục hít thở, kéo dài cột sống ra. Tốt lắm. Và bây giờ tôi muốn các bạn hạ đầu xuống chân và thư giãn. Tốt lắm. Tiếp tục hít thở đi nào. Càng ở yên tư thế này, cột sống càng được kéo giãn và mở rộng ra. Ok, giữ nguyên tư thế. Và tôi không muốn các bạn ngồi trên lưng người khác giống tôi như thế này. Tôi làm được bởi vì tôi có cách giúp cô ấy thực hiện tư thế này dễ dàng hơn. Đồng ý chứ? Hãy tập cùng tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Các bạn vẫn đang ở nguyên tư thế chứ? Hay là đang chờ tôi? Tôi cũng mong chờ gặp lại các bạn. Bây giờ, hãy từ từ trở về tư thế ban đầu. Ngẩng đầu lên và trở về thư giãn với hai nhịp thở. Chống hai tay ra sau đi bạn. Hít thở hai nhịp. Tốt lắm, từ từ ngẩng đầu lên. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài tập kéo giãn cho gân kheo. Trước tiên, gập đầu gối phải lại và hạ đầu gối phải sang ngang. Còn bạn thì có thể đặt một cái khăn dưới mông. Tôi xin lưu ý một chút là trong bài tập này tư thế giữ chân trên cao có thể hơi khó đối với nhiều người. Vì vậy, tôi hướng dẫn bài tập thay thế như sau. Nào, bạn đặt thêm một cái khăn dưới bàn chân như thế này. À, đừng đi đâu cả bạn ơi, lấy một cái khăn nào đó cũng được. Được chứ? Ok, được rồi, tôi sẽ chào bạn. Nhanh lên nhé. Được, bắt đầu nào. Choàng khăn qua bàn chân như thế và từ từ nâng chân lên, duỗi thẳng, thoải mái chứ bạn? Vâng, tốt lắm. Ngồi thẳng lưng lên đi bạn, giữ yên tư thế và hít thở. Tiếp tục ở yên tư thế và hít thở. Các bạn thấy không? Đây là tư thế chuẩn của bài tập này, nhớ là phải kéo dài ra. Ngồi thẳng lưng và điều chỉnh hai vai mở rộng ra sau. Mở rộng ra. Như thế này. Giữ yên tư thế nào. Ok, 3. Tốt lắm. 2. Tư thế thật đẹp, rất tốt cho gân kheo, giải tỏa mọi sự căng thẳng ở đây, tốt cho lưng, kéo giãn và giải tỏa sự căng cứng ở lưng. Tốt lắm. Nào, từ từ trở về tư thế ban đầu.
duỗi chân phải xuống mặt sàn. Cảm thấy thế nào? Tốt lắm. Bây giờ chúng ta đổi chân nhé. Gập đầu gối phải lên và hạ ngang xuống mặt sàn. Tiếp theo, gập chân trái. Lồng hai bàn tay dưới bàn chân trái và duỗi thẳng chân trái lên cao. Hoặc sử dụng khăn đối với bài tập thay thế như cô ấy. Giữ yên ở tư thế này và hít thở. Các bạn làm tốt lắm. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ không cần đến cái khăn này nữa. Bạn sẽ dần thành thạo và tự mình nâng chân lên được thôi. Ok, tôi muốn các bạn giữ yên ở tư thế này và hít thở thật sâu và thật chậm và giữ lưng thật thẳng. Đẩy hai vai ra sau, mở rộng hai vai chứ không khum vai lại. Tốt lắm, giữ yên như thế trong 3 nhịp thở nữa. Tốt lắm, 2. Bạn ổn chứ? Và còn 1 nhịp thở nữa. Tốt lắm. Nào, từ từ hạ chân xuống sàn. Chống hai tay ra sau và thư giãn với 2 nhịp thở. Hãy thư giãn. 1 2 Tốt lắm. Bây giờ ngẩng đầu lên và trở về. Tốt lắm. Tiếp tục bài tập hôm nay. Chúng ta sẽ thực hiện động tác giữ thăng bằng. Giữ chân của bạn thẳng thế này. Bạn có thể thực hiện bài tập thay thế bằng cách đặt một cái khăn dưới mông. Bởi vì trong bài tập của chúng ta sẽ có động tác nâng chân lên cao, giữ lưng thẳng và giữ cho cơ thể bạn thăng bằng như thế này. Nếu bạn thấy khó quá thì có thể thực hiện bài tập thay thế như sau. Đặt khăn dưới mông, chống hai tay ra sau giống như cô ấy đang làm. Bây giờ gập đầu gối lại. Đối với các bạn có thể thực hiện thành thạo động tác này thì hai tay giữ chặt đầu gối từ bên dưới như thế này. Ok, giữ yên như thế trong 5 giây nữa. 4. Rất tốt cho hông. Các khớp ở đây đồng thời làm mạnh hơn cho cơ bụng. 3 2 Và gập đầu gối lại, hạ chân xuống. Tốt lắm. Bây giờ ngã đầu ra sau và thư giãn với 2 nhịp thở. Còn 1 nhịp cuối. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta thực hiện lại động tác lúc nãy thêm một lần nữa. Nào, gập hai đầu gối lại, hai tay đặt bên dưới và giữ đầu gối như thế này. Hoặc là chống hai tay ra sau giống cô ấy và từ từ duỗi nâng chân lên, đồng thời kéo thẳng chân lên. Thế thôi. Kéo thẳng lưng ra nào. Không sao đâu bạn. Nếu bạn vẫn chưa thực hiện tốt động tác, bạn cần làm là gì biết không? Hãy mỉm cười. Đừng có căng thẳng. Ok. Giữ yên trong 5 giây nữa. 4 3 2 Và từ từ gập đầu gối lại. Tốt lắm. Và trở về tư thế thư giãn. Chân duỗi thẳng, hãy hít thở. 1 Tốt. Và 2 Tốt. Nào bây giờ ngẩng đầu lên. Nãy giờ chúng ta đã tập rất nhiều động tác kéo giãn, nhưng chủ yếu là kéo giãn về phía trước như thế này và như thế này. Vì vậy chúng ta sẽ thực hiện tiếp những động tác để tạo sự cân bằng ở đây. Nào, bây giờ hãy chống hai tay ra sau. Ok, các ngón tay hướng về phía bàn chân. Được chưa nào? Các bạn gập hai đầu gối lại, hai bàn chân đặt cách nhau ra. Và tôi muốn các bạn nâng phần khung xương chậu lên cao về phía trần nhà. Nào, từ từ nhấc mông lên và ưỡn người ra. Cao hơn nữa nào. Và sau đó từ từ hạ mông xuống, trở về. Tốt lắm. Nào, tiếp tục nhấc mông lên, ưỡn người lên cao hơn nữa. Và trở về. Tốt lắm, tiếp tục. Lên cao hơn nữa. Bạn cần phải nâng khung xương chậu lên cao hơn nữa và trở về. Làm tốt lắm. Ok, lượt cuối cùng nào. Nâng cao lên nữa. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế này. Căng mông ra nữa, tiếp tục hít thở trong 5 giây nữa. 5 giây bắt đầu. Nâng cao nữa đi bạn. Rất tốt cho xương chậu. Rất tốt cho hai vai và tay. Các cơ bắp ở đây sẽ săn chắc và khỏe mạnh hơn. Còn 3 giây. 2 Và từ từ trở về. Thế thôi. Tốt chứ bạn.
Đây là tư thế ở mức độ khó hơn. Thực ra các bạn phải kéo giãn chân ra, nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từ từ từng bước một. Tôi chắc với các bạn rằng từng bước một, dần dần bạn sẽ thực hiện tư thế thành thạo một cách dễ dàng thôi. Ok, bắt đầu nào. Bây giờ các bạn hãy ngồi ở tư thế kim cương. Ngồi như thế này. Tư thế ngồi kim cương. Tốt lắm. Ngồi thẳng lưng lên. Đầu tiên chúng ta sẽ hít thở sâu 3 nhịp. Các bạn lưu ý là khi hít vào, thành bụng phình ra và thở ra thì bụng sẽ xẹp xuống. Nếu các bạn không chắc chắn về điều đó, hãy đặt tay chạm nhẹ vào thành bụng để có thể cảm nhận được sự chuyển động của hơi thở. Còn 2 nhịp thở. Còn 1 nhịp nữa và từ từ mở mắt ra. Tốt lắm. Nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang thế mèo duỗi mình. Chống hai tay xuống sàn và đặt cách xa nhau một chút. Hai chân cũng đặt cách nhau ra. Tiếp đến tôi muốn các bạn chuyển sang tư thế đứa trẻ. Đây là tư thế đứa trẻ. Tốt. Tốt lắm. Bây giờ trở về tư thế ban đầu và chuyển sang tư thế chống tay chân như thế này và uốn cong người như thể bạn đang nhìn lên trần. Phần rốn song song mặt sàn, đầu nhìn lên trên. Sau đó trở về tư thế đứa trẻ. Tốt lắm. Đầu chạm sàn. Nào tiếp tục hít vào đồng thời rướng người lên. Làm tốt lắm. Trở về tư thế đứa trẻ. Tiếp tục chuyển sang thế mèo duỗi mình, rướng người lên. Tốt lắm. Nào lượt cuối cùng, trở về tư thế đứa trẻ. Hít vào đồng thời chuyển sang thế mèo duỗi mình. Ok, tôi muốn các bạn giữ yên tư thế trong 5 giây. Căng cơ mông ra, hít thở. 4, 3, 2. Và trở về tư thế đứa trẻ. Đầu chạm sàn. Giữ yên ở tư thế này. Thư giãn với 2 nhịp thở. Hãy thở thật nhẹ và sâu. Ok, luôn luôn đưa tâm trí trở về tập trung vào hơi thở. Điều này sẽ giúp cho cơ thể và trí não hòa nhập với nhau. Và một khi chúng ta là một thì bạn sẽ trở nên rất khỏe mạnh, rất cân bằng và rất hạnh phúc. Ok, bây giờ từ từ ngẩng đầu lên và trở về ở tư thế này. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập giúp làm mạnh thêm cho xương hông. Các bạn hãy duỗi thẳng chân phải sang một bên như thế này. Đúng rồi, duỗi sang phải. Sau đó, từ từ nâng chân phải lên. Đồng thời hít vào. À, làm tốt lắm. Rồi hạ xuống. Chỉ thế thôi. Chúng ta làm lại nào. Hít vào đồng thời nâng chân phải lên. Tư thế này hơi khó hơn một chút. Ở đây tôi cũng có bài tập thay thế cho những bạn chưa thực hiện được bài tập vừa rồi như sau. Gập đầu gối lại và chỉ cần nâng đầu gối lên như thế này. Dễ hơn đúng không nào? Và hạ xuống. Hai lần cuối. Nâng lên. Đúng rồi, hạ xuống. Lượt cuối cùng nâng lên. Giữ yên tư thế trong 5 giây. Nâng cao lên một chút nữa nào. Các bạn thấy không? Từ tư thế con mèo, bây giờ chúng ta đã chuyển sang tư thế con chó. 4, 3, cố gắng giữ yên nào. 2, và hạ xuống. Trở về tư thế đứa trẻ. Nằm và thư giãn. Tốt lắm. Các bạn cảm thấy thế nào? Đây chính là cách mà bạn có được sức mạnh. Bạn phải cố gắng mỗi ngày tập thêm một chút. Bạn không cần phải đi từ đầu đến cuối, mà phải tập từ từ. Như thế sẽ không có bất kỳ chấn thương nào xảy ra với bạn trong quá trình luyện tập. Nếu vẫn chưa thực hiện tốt động tác, hãy tiếp tục làm lại và đi từ mức độ dễ đến khó. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Từ từ ngẩng đầu lên. Bây giờ chúng ta đổi chân. Các bạn duỗi chân trái sang bên trái. Tốt lắm. Bạn nào không làm được thì chỉ cần duỗi đầu gối thôi. Nào hít vào đồng thời nâng lên cao. Thế thôi. Đó, như thế. Và thở ra đồng thời hạ xuống. Tiếp tục nào, hít vào. Đúng rồi. Mary, bạn thấy dễ dàng hơn rồi phải không?
và hạ xuống. Tiếp tục hít vào, đồng thời nâng lên. Sau đó hạ xuống. Lượt cuối cùng hít vào. Giữ yên ở tư thế này trong 5 giây. 4, 3, 2. Và hạ xuống. Từ từ trở về tư thế đứa trẻ. Tốt lắm. Tôi muốn các bạn ở tư thế này và thư giãn. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Nào các bạn, xin chào. Hãy từ từ ngồi dậy nào. Di chuyển hai tay về và ngồi dậy. Tốt lắm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài tập xoa bóp cho lưng. Đồng ý chứ? Nào, trước tiên các bạn hãy chuyển sang tư thế nằm ngửa. Tốt lắm. Này các bạn thấy không? Đây là cách nằm đúng. Luôn luôn bắt đầu từ tư thế nằm nghiêng, sau đó mới chuyển sang nằm ngửa. Làm như thế sẽ tốt cho lưng. Một số người đột ngột nằm ngửa ra liền sẽ làm cho lưng bị đau. Ok, nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân và hít thở. Khi hít vào thành bụng sẽ phình ra, và thở ra thì thành bụng sẽ xẹp xuống. Hít vào, phình ra. À đấy, các bạn có cảm nhận được chưa? Đúng rồi, tốt lắm. Tốt lắm. Nào, thêm một nhịp thở nữa trước khi chuyển sang bài tập xoa bóp. Làm tốt lắm. Và thở ra. Bây giờ các bạn hãy gập đầu gối lại. Tay giữ đầu gối từ phía dưới đùi và kéo đầu gối về như thế này. Sau đó tôi muốn bạn ngồi dậy. Khi bạn cuộn người dậy, tôi muốn các bạn cuộn đến phần lưng ở đây. Được rồi, tốt lắm. Tiếp tục cuộn người nữa đi nào. Bài tập này rất tốt cho lưng. Bất cứ khi nào thấy nếu lưng căng cứng, hãy nằm xuống sàn và cuộn người lên xuống như thế này, và sau đó trở lại làm việc. Đồng ý chứ? Ok nào, tiếp tục cuộn người lên. Thêm 3 lượt nữa nhé. Tốt lắm. Lên. Tốt. Vui lắm phải không nào? Bài tập này giống như trò đùa nghịch của trẻ con vậy. Có đúng không Mary? Ok, bây giờ dừng lại và hãy thư giãn đi bạn. Các bạn luôn nhớ, sau khi kết thúc mỗi động tác, hãy trở về tư thế thư giãn. Tôi muốn các bạn trở về thư giãn và hít thở. Tập trung tâm trí vào một tâm điểm, đó là hơi thở của bạn. Đó là cách bạn đem lại sự cân bằng cho trí não, sự cân bằng cho hệ thần kinh. Tốt lắm, hãy trở về và hít thở. Nào, tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện bài tập giúp căng giãn đùi ở chân và kéo giãn gân kheo chân kia. Bắt đầu gập đầu gối trái, bàn chân tiếp xúc mặt sàn. Này, bạn chỉ cần gập chân như thế này, và tiếp theo hãy dang hai tay sang ngang. Sau đó hạ đầu gối trái sang một bên như thế này. Một vài bạn chỉ có thể ở mức này thôi, nhưng luyện tập từ từ, đầu gối sẽ chạm được mặt sàn. Nào, từ từ hít vào, đồng thời nâng chân phải lên. Tốt lắm. Một số bạn lại không thể duỗi chân thẳng lên cao ở mức này. Có thể chỉ ở đây thôi, không sao đâu bạn. Bây giờ từ từ hạ chân phải xuống. Chúng ta sẽ thực hiện như thế thêm 4 lượt nữa. Bắt đầu nào, hít vào, từ từ thôi, tốt lắm. Và thở ra. Đừng thả chân xuống nha bạn, các bạn phải điều khiển cơ bắp. Nào, hít vào, hãy điều khiển các cơ để nâng chân lên. Tốt lắm. Và thở ra. Chúng ta còn 2 lượt nữa. Ngoài ra các bạn lưu ý là luôn giữ cho cổ nằm ngay ngắn, nếu không bạn sẽ tạo ra sự căng thẳng ở cổ. Ok, hít vào đồng thời nâng lên. Tốt lắm. Và thở ra. Lượt cuối cùng nào. Hít vào, nâng chân lên cao hơn nữa. Tốt lắm. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế ở đây trong 5 giây. 4, 3, 2. Nào, hạ xuống, trở về và thư giãn. Duỗi hai chân ra và thư giãn với hai nhịp thở, và điều chỉnh cổ nằm ngay ngắn. Đấy,
Các bạn lưu ý là khi chúng ta nằm ngủ với cổ ở tư thế như thế này sẽ tạo ra sự căng thẳng ở cổ. Như vậy sẽ không tốt đâu. Hãy nằm thật ngay ngắn và thoải mái. Vì vậy, bất kỳ lúc nào bạn ở tư thế thư giãn hoặc khi đi ngủ, hãy điều chỉnh cổ nằm ngay ngắn. Tốt. Nào, bây giờ chúng ta đổi sang chân trái. Các bạn hãy gập đầu gối phải lại. Bàn chân phải tiếp xúc mặt sàn và hạ đầu gối phải sang một bên. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy chân này thuận lợi hơn chân kia. Đó cũng là điều bình thường thôi. Cứ luyện tập và từ từ chúng ta sẽ thành thạo với cả hai chân. Nào, từ từ nâng chân trái lên đồng thời hít vào. Đúng rồi, sau đó thở ra đồng thời hạ chân xuống. Một số bạn không thể kéo thẳng chân ra được và chỉ có thể giữ chân hơi cong như thế này và nâng chân lên. Đấy, bạn có thể làm như thế. Hơi cong gối và nâng chân lên, sau đó hạ xuống. Tốt lắm. Tiếp tục nào, nâng chân lên, duỗi thẳng ra. Tốt lắm. Và từ từ hạ xuống. Hãy điều khiển các cơ ở chân. Chúng ta còn hai lượt nữa. Nâng lên và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Thêm một lượt nữa. Từ từ nâng lên. Và tôi muốn các bạn giữ yên ở tư thế này trong 10 giây. 9 8 7 6 5 4 3 2 và từ từ hạ chân xuống. Các bạn làm tốt lắm. Nâng đầu gối phải lên và duỗi thẳng chân ra và thư giãn trong giây lát. Hãy hít thở đi bạn. Đưa hai tay về dọc thân mình, cổ nằm ngay ngắn. Và hít thở trong 3 nhịp. Hãy tiếp tục hít thở. Luôn luôn đưa tâm trí trở về một tâm điểm. Đừng suy nghĩ vẩn vơ. Hãy chỉ tập trung ở đây. Với yoga, khi đang ở đây, các bạn hãy tắt hết điện thoại, quên hết mọi thứ bên ngoài, chỉ tập trung ở đây thôi và đánh thức thế giới bên trong bạn. Tôi muốn các bạn chỉ ở đây thôi và cảm nhận thế giới bên trong, cái tôi của chính bạn. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện động tác làm mạnh cơ bụng. Trước hết các bạn hãy đặt bàn tay dưới mông, duỗi hai tay thẳng như thế này, không được cong tay như thế này. Hãy duỗi thẳng tay dưới mông như thế này. Tiếp đến, hãy ép phần lưng dưới sát mặt sàn như thế sẽ tránh cho lưng bạn bị đau. Tôi muốn các bạn phải ép phần này sát xuống mặt sàn. Ok. Các bạn hãy gập hai chân lại và nhấc chân khỏi mặt sàn như thế này. Được chưa nào? Sau đó, hạ chân xuống, duỗi thẳng chân gần mặt sàn và hạ xuống. Nếu bạn nào chưa thể thực hiện được như thế, hãy làm theo cách đơn giản hơn như thế này. Kéo gập chân phải lên, duỗi thẳng ra và hạ xuống. Tốt lắm. Sau đó bạn đổi sang chân trái. Nào, gập đầu gối lại, sau đó duỗi thẳng chân ra và hạ chân xuống mặt sàn. Ok. Chúng ta tiếp tục thực hiện thêm 4 lượt nữa. Kéo gập đầu gối, sau đó duỗi thẳng ra. Giữ yên như thế. Hãy cảm nhận sức kéo căng ở đây. Và cuối cùng hạ xuống. Tiếp tục nào. Kéo gập đầu gối, kéo thẳng chân ra, giữ yên và hạ xuống. Chúng ta còn 2 lượt. Kéo gập đầu gối, duỗi thẳng chân gần sát mặt sàn. Giữ yên. Giữ yên như thế, giữ yên như thế. Chưa được hạ chân xuống đâu bạn. Này, tôi đang hướng dẫn cho bạn đấy. Giữ yên như thế và hạ xuống. Lượt cuối cùng, gập đầu gối, duỗi thẳng ra và giữ yên như thế trong 5 giây. Các bạn thấy đấy, đừng quá căng thẳng. Hãy nhìn xem, cô ấy đang cười rất tươi. Đó là nụ cười mà các bạn cũng cần phải luôn luôn giữ khi tập yoga. Các bạn đừng kéo căng cơ mặt. Ok, nào bây giờ hạ chân xuống. Giải tỏa sự căng cứng và trở về thư giãn. Hai tay đặt dọc hai bên. Luôn luôn trở về và thư giãn. Và hãy cảm nhận hơi thở ở bụng. Hít vào thành bụng sẽ căng lên và sau đó xẹp xuống. Tốt lắm. Căng lên và xẹp xuống. Làm rất tốt. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang tư thế cây cầu.
Nào, lần lượt co hai đầu gối. Lần này, tôi muốn các bạn nắm lấy cổ chân nếu có thể. Nếu không, thì bạn có thể chỉ cần để hai tay dọc thân mình, lòng bàn tay úp xuống như thế này. Được không nào? Lần này tôi muốn các bạn đi sâu hơn nữa vào tư thế này. Những lần trước chúng ta chỉ tập ở mức độ cơ bản thôi. Nào các bạn hãy ép hai vai xuống sát mặt sàn, kéo dài cổ. Bây giờ tôi muốn các bạn nâng mông lên khỏi mặt sàn, lên cao hết mức bạn có thể. Đúng rồi, và nếu bạn không nắm được cổ chân thì có thể duỗi tay ra hai bên như thế này. Và bây giờ hạ xuống. Lượt thứ hai này tôi muốn các bạn làm tốt hơn nữa. Nào, nâng hông lên cao, cao hơn nữa nào. Tốt lắm, cao hơn nữa. Ép hai vai xuống sàn và hạ xuống. Nào, tiếp tục. Nâng hông lên cao, cao hơn nữa. Và hơi thu cằm xuống ngực. Chúng ta cũng đang tác động lên tuyến nội tiết. Bây giờ hạ xuống. Chúng ta còn hai lượt nữa. Nào, nâng hông lên, cao hơn nữa. Kéo căng cơ mông ra, kéo căng cơ mông ra nữa. Bạn phải thấy được sự kéo căng ở mông. Lưu ý, khi kéo căng cơ mông, các bạn đồng thời cũng phải hít thở đều. Tốt lắm, tốt. Và từ từ hạ xuống. Lượt cuối cùng, nâng hông lên và giữ yên tư thế trong chốc lát. Các bạn lưu ý không mở rộng hai đầu gối ra như thế này nha. Như thế không đúng kỹ thuật rồi. Hãy giữ đầu gối thẳng hàng và nâng phần khung xương chậu lên cao. Và bàn chân nữa. Các bạn có thấy tư thế chân của cô ấy không? Đừng dang hai chân ra. Hãy kéo thẳng phần đùi này. Giữ yên như thế trong 5 giây. Khi thu cầm về gần ngực như thế này, tức là bạn đang kích thích tuyến giáp nằm ngay dưới cổ này. Tuyến giáp có chức năng điều khiển sự lớn lên và phát triển của cơ thể. Hít thở thêm 2 nhịp nữa. Hãy cảm nhận được hơi thở ở đây. Hít thở thật sâu. Tốt lắm. Bây giờ hạ xuống. Tôi biết các bạn hơi thấm mệt rồi. Vì vậy hãy trở về và thư giãn. Duỗi thẳng hai chân ra đi bạn. Hai tay đặt dọc thân mình. Hơi thu cầm về phía ngực. Nhắm mắt lại và hít thở. Tập trung vào hơi thở. Tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Mời các bạn thức dậy nào. Các bạn vẫn chưa tập xong đâu. Nào, mời các bạn thức dậy nào. Tiếp theo tôi muốn các bạn hãy ôm chặt hai đầu gối. Hai tay ôm lấy hai đầu gối như thế này. Một số bạn chỉ có thể ôm đầu gối đến đây thôi. Thì các bạn hãy ôm chặt đầu gối và sử dụng tay như là đòn bẩy và kéo đầu gối về sát bụng. Tốt lắm. Chúng ta sẽ thực hiện động tác giúp giải tỏa sự căng thẳng ở lưng. Hít thở sâu và kéo đầu về sát đầu gối. Giữ yên như thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và hạ đầu xuống. Đồng thời thở ra và duỗi thẳng hai chân. Chỉ thế thôi. Các bạn làm tốt lắm. Nào, bây giờ nằm nghiêng sang một bên. Co đầu gối lại và từ từ ngồi dậy. Các bạn hãy ngồi ở tư thế kim cương. Hãy sẵn sàng cho tư thế mặt con bò. Nào, chú ý nào. Bắt chéo chân phải qua đầu gối trái. Và hãy ngồi thật thoải mái trên chân trái. Sau đó, dùng tay trái nắm và kéo cổ chân phải ra sau hết mức bạn có thể. Điều chỉnh sao cho hai đầu gối thẳng hàng. Giữ nguyên như thế. Tốt chứ bạn? Đấy, các bạn thấy đấy. Khi ngồi ở tư thế này,
chúng ta đã tạo nên một lực ép cần thiết lên vùng đáy chậu, là nơi điều khiển cơ quan sinh dục và bài tiết. Tôi muốn các bạn ở yên như thế và cảm nhận sức ép đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện thế khóa tay. Đưa tay phải ra trước, sau đó vòng tay trái từ bên dưới và khóa lại như thế này. Đúng rồi, rất đơn giản. Trông thì có vẻ hơi khó thế thôi, nhưng chỉ cần bạn vòng khuỷu tay trái qua khuỷu tay phải từ bên dưới như thế này, và bạn làm được rồi đấy. Rất đơn giản. Rất đơn giản phải không? Nào, giữ yên như thế trong 5 giây. 4. Các bạn hãy nâng khuỷu tay lên một chút nữa, và như thế sẽ tác động lên bắp tay, không hạ xuống như thế này. Nâng lên cao một chút, ok. 3, 2, và hãy từ từ mở thế khóa ra, sau đó chuyển sang tư thế kim cương. Nào, chúng ta đổi chân. Bắt chéo chân trái qua đầu gối phải, tay phải nắm cổ chân trái và kéo về sau hết mức. Cơ thể ngồi thoải mái trên chân phải. Tiếp theo, đưa tay trái ra trước, tay phải từ bên dưới khóa lấy tay trái. Tốt lắm, và giữ yên như thế. Đây là bài tập kéo giãn rất tốt, kéo giãn tất cả các cơ bắp. Ok, chú ý nâng khuỷu tay lên cao một chút, giữ yên như thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và từ từ mở khóa tay rồi chân. Tốt lắm, từ từ trở về tư thế kim cương. Bây giờ, tôi muốn các bạn đặt hai tay dọc thân như thế này. Sau đó, cúi người xuống sàn. Tốt lắm, cứ giữ yên đó. Cứ giữ yên nhé. Chúng ta sẽ xoa bóp cho đầu. Rất đơn giản. Chỉ cần từ đây, các bạn nhấc mông lên, uốn người và đầu tựa vào mặt sàn, sau đó hạ mông xuống, trở về tư thế. Tiếp tục nào, từ từ nhấc mông lên, cuộn người và từ từ hạ xuống. Làm tốt lắm. Nào, tiếp tục từ từ nhấc mông lên và từ từ trở về. Còn hai lượt nữa, từ từ nhấc mông lên. Tốt lắm, và trở về. Tiếp tục nào, từ từ nhấc mông lên. Tôi muốn các bạn giữ yên ở tư thế này và hít thở. Các bạn thấy đấy, khi ở tư thế nào và hít thở, hơi thở sẽ bị khóa lại ở cổ họng, đồng thời kích thích tuyến giáp ở đây, tạo ra sự xoa bóp. Ngoài ra, chúng ta còn mở rộng lưng, kéo dài cột sống. Động tác này rất tốt. Nếu có bạn nào mà còn có chiều cao còn khiêm tốn hơn cả tôi, thì với bài tập này, bạn sẽ có thể phát triển chiều cao bằng tôi đấy. Rất tốt. Động tác này giúp giải tỏa sự căng thẳng giữa các đĩa đệm. Nếu các đĩa đệm quá căng cứng, chúng ta sẽ không thể cử động linh hoạt được. Nào, bây giờ hãy trở về tư thế đứa trẻ. Đưa hai tay ra trước, từ từ ngẩng đầu lên, và từ từ chuyển sang ở tư thế nằm sấp trên mặt sàn. Bây giờ, hãy chống cằm như thế này. Chống cằm và đặt cằm nằm thoải mái trong lòng bàn tay. Như thế này. Nào, thấy chưa? Khép mắt lại. Các bạn thấy đấy,
Bây giờ chúng ta giống như đứa trẻ đang lắng nghe mẹ kể chuyện. Tốt lắm. Lợi ích của tư thế này là gì các bạn có biết không? Sự nhức mỏi ở cổ sẽ tan biến. Tư thế này rất tốt. Nhưng điều bạn cần lưu ý ở đây là cầm phải nằm thật thoải mái trong lòng bàn tay và bạn sẽ cảm thấy phần cổ sẽ được thư giãn. Tôi muốn các bạn ở yên tư thế này và hít thở. Bạn có thể nhắm mắt lại và thư giãn trong hai nhịp thở. Bạn có thể ở yên tư thế này lâu hơn nếu bạn đang bị nhức mỏi cổ. Bạn có thể giữ yên như thế trong 2 phút. Nào, còn một nhịp thở nữa. Và bây giờ, từ từ đặt tay xuống mặt sàn và hạ đầu nằm trên bàn tay. Như thế, và hít thở sâu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tốt lắm. Bây giờ bạn hãy từ từ chống khuỷu tay xuống mặt sàn và ngẩng đầu lên. Tốt lắm. Tiếp theo, tôi muốn các bạn gập chân phải lại và dùng tay phải nắm lấy bàn chân phải như thế này. Bạn không cần phải xoắn tay như thế này, chỉ cần để tự nhiên như thế này thôi. Và nắm lấy ngón chân cái, nắm chặt chân và kéo chân phải lên cao. Đúng rồi, bạn hãy kéo thẳng chân phải lên cao, sau đó hạ xuống. Đúng rồi, tiếp tục nào. Kéo chân phải lên, tốt lắm. Kéo chân lên khỏi mặt sàn và hạ xuống. Tiếp tục nào. Nâng lên, tốt lắm. Kéo lên nữa. Đúng rồi, và hạ xuống. Kéo lên. Cao hơn nữa, và hạ xuống. Còn 2 lượt nữa. Nâng lên. Đúng rồi, cao hơn nữa nào. Và hạ xuống. Lượt cuối cùng, nâng lên. Và giữ yên như thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hạ xuống. Đầu nằm trên hai tay và thư giãn với 2 nhịp thở. Bạn mở sao? Tôi chắc là không. Bởi vì khi mới tập lần đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi mệt. Nhưng cho đến bây giờ bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Tập yoga sẽ giúp bạn tái tạo lại nguồn năng lượng. Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu bạn chạy bộ thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Còn với yoga, bạn sẽ phục hồi cơ thể. Đó chính là vẻ đẹp của yoga. Nào, chúng ta sẽ đổi chân bên kia. Các bạn trở lại tư thế chống khuỷu tay. Tốt lắm. Tay trái nắm lấy chân trái. Đây, các bạn đưa bàn tay ra như thế này và nắm lấy ngón chân cái và tập trung sức mạnh kéo chân trái lên. Đúng rồi, kéo chân về. Tốt lắm. Và hạ xuống. Các bạn làm rất tốt. Tiếp tục nào. Kéo chân lên. Rất đẹp. Và hạ xuống. Tốt. Còn 3 lượt nữa. Kéo chân lên và hạ xuống. Tốt lắm. Các bạn lưu ý là giữ cho phần hông áp xuống sàn nhà. Nào, kéo chân lên và hạ xuống. Lượt cuối cùng kéo chân lên. Và tôi muốn các bạn giữ nguyên như thế. Đây, bạn nâng chân lên khỏi mặt sàn như thế này là được rồi. Nhưng cố gắng kéo chân về phía trước hơn nữa. Như thế sẽ giúp bạn nâng chân lên cao hơn. Kéo cao hơn nữa nào. 5, tốt lắm. 4, 3, 2. Và hạ chân xuống. Trở về tư thế thư giãn. Các bạn thấy không? Từng bước một, các bạn đã dần dần thực hiện động tác tốt hơn rồi. Tư thế vừa rồi là thế nửa vòng cung. Bài tập này kéo dài cột sống, mở rộng cơ vai, bắp tay, tạo ra sự thư giãn.
Với yoga, cơ thể của bạn sẽ được kéo giãn 150%. Ok, chứ không chỉ là 100% thôi đâu. Điều đó sẽ giúp chúng ta sống lâu hơn. Tôi muốn các bạn thư giãn ở tư thế này. Hai chân đặt cách nhau. Gót chân đưa vào trong. Tốt lắm. Và tập trung hít thở. Ở yên tư thế này và hít thở sâu. Khi hít vào, thành bụng ép sát vào mặt sàn. Và khi thở ra, thành bụng sẽ trở về như ban đầu. Hãy ở nguyên tư thế trong 10 phút. Nếu bạn có thời gian, hãy kéo dài thêm trong 10 đến 15 phút nữa, rất tốt cho các bạn. Xin chào. Bạn có sức mạnh kỳ diệu. Và chính yoga sẽ khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn đó. Hãy luyện tập cùng tôi. Xin chào.